Rồi, hello. Thì hôm nay mình lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Hai con kia nó nghịch quá. Thì hôm nay mình có hai em Doberman và hai em chó lai bình thường. Đấy. Thì một em khoang và một em trắng. Còn Doberman thì có một em xám và một em đen nhé. Thì chó thì nó cũng là vào được hơn 2 tháng rồi, thì bây giờ nó cũng vào hết thời kỳ của chó sữa rồi, nên là nó sang bắt đầu thời kỳ của chó trưởng thành, cho nên là nó sẽ không còn cái bụ như là chó sữa nữa. Thì với hai em Doberman thì mình đã tiêm phòng vaccine đầy đủ cho các anh em hết rồi, giờ chỉ còn hai em này. Thì nếu mà anh em bắt về thì anh em vẫn phải tiêm phòng vào thôi. Đấy. Thì nếu như mà có anh em nào cần thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp theo số điện thoại mà mình để dưới góc của màn hình. Đây, thì còn mẹ nó đây này. Đấy. Chúng nó đùa nhau đây này. Đấy. Ben. Ben, 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 Ben. Milu. Đấy, mẹ nó thì mình đặt tên cho nó là Milo kìa, còn con bố thì đặt tên là Nhãng. Nghịch lắm, cao to như con voi còi ấy. Ào, ben ben ben. Ui giời, ấy, sao này còn vọt ra. Ấy lại còn dám vọt ra ấy. Ghê gớm lắm anh em ạ. Chó cỏ nhìn thế thôi nhưng mà chó cỏ không đùa với nó đâu, dữ phết đấy. Con này này dữ lắm anh em ạ. Nào, Ben, 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 thôi Ben, thôi. Kết mỗi quả tài. Quả tài to khủng khiếp. Ào, hai con chúng mày. Kinh đổ ui phát anh em ạ. Làm ui cái mẹ 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 Milo. Thôi. Đấy, cho anh em nhìn bố mẹ nó đùa nhau cho mãn nhãn đi. Bởi vì sáng nào mình cũng thả ra để cho nó đi vệ sinh. Nên là cứ chơi đùa thoải mái chán, bao giờ mình đi công việc thì mình lại cho nó vào vị trí. Milo, ra đây. Ra đây. Nhắn. Nhắn, thôi. Chỉ có hai chúng nó mới chơi với nhau thôi anh em ạ. Còn nó không chơi với lại hai con chó cỏ của nhà mình. Đây, hai con cỏ của nhà mình đây thì nó lại không chơi. Không chơi cùng, chỉ có chúng nó chơi với nhau, cũng bênh nhau phết đấy anh em ạ. Chỉ cần một con bị cắn là con khác đến bênh ngay.
nhắn ở đây. Rồi, Milo ngồi xuống. Ngồi. Rồi thì hôm nay là video của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em nào thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào mà cần nhu cầu về sở hữu em Doberman hoặc là anh em sở hữu hai em chó cỏ thì anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại mình để dưới góc của màn hình. Thì hôm nay mình cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.